chết rồi. Hôm nay cái này cuối cùng là chắc rồi. Thôi tôi đưa ra, tôi đưa bắt tôi, bắt con thằng con đây thôi. Thôi tôi đây, cái cá nó cầm cầm lấy cầm ơi. Thôi về nằm lẩu được rồi. Lẩu cái gì mà lẩu? Cái cả. Bọc nhau hết. Lẩu, về lẩu hết. Lẩu hết. Quá giáp. Tôi đặt ở dưới cái này. Mình muốn ở dưới này. Ôi. 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 Ôi.
tập đi ăn to đang để đấy nhá. Chậm đen đấy. Giờ lại kéo tiếp hả ông? Ông ơi, con ông toàn xuống đây khênh cái. Hả? Con ông toàn xuống đây khênh cá, tập trung khênh con trời lên. Đường hút nào mới, nếu nào nó ấy thôi. Chưa to lắm. Con đen kia là bé. Con bẻ to thế. Con gì đấy nhỉ? Cá tuần bẻ. Cho bà dần đi. Dọn bẻ. Vậy đấy mà cho vào đi bẻ cá, tắt đều đập cho đi. Cá bẻ chết hết. Không có gì, chỉ bán không bẻ thôi. Làm im nổi nó cứ ở như nó bỏ. Nó bỏ nó hiếm được đấy. Hay nhỉ? Hiếm được đấy, nếu như vậy nó cứ cố gỗ mà. Phi nhật con ấy được độ 5-6 cân. Con
kia đây này to kia. Không nổi hai tạ cá mẻ này, nguy hiểm, đánh rõ là rộng nhá. Bây giờ nó